Cửu vị tiên nương, cửu vị nữ Phật. Cửu vị tiên nương là chính vị tiên nữ ở Diêu Trì Cung, từng trời tạo hóa thiên, hầu cận Đức Phật Mẫu và giúp việc cho Đức Phật Mẫu. Dưới quyền Đức Phật Mẫu có cửu tiên nương trông nom về cơ giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hàng hà sa số Phật trông nom về cơ phổ độ mà Quan Thế Âm Bồ Tát là đấng đứng đầu. Cửu vị tiên nương đã lập được nhiều công quả trong thời khai đạo, dẫn dắt các nguyên căn đi vào con đường đạo đức và làm môn đệ cho Đức Chí Tôn, để các vị nguyên căn trở thành tướng soái cho Đức Chí Tôn khai đạo. Nhờ công quả này, cửu vị tiên nương đắc phong vào hàng Phật vị, nên còn gọi là cửu vị nữ Phật. Nhiệm vụ của cửu vị tiên nương từ nhất nương đến cửu nương trong cửu trùng thiên nơi cõi thiên liên như sau. Thứ nhất, cô nhất nương. Nhất nương cầm đàn tỳ bà cai quản giường ngạn quyển, thuộc tầng trời thứ nhất của cửu trùng thiên, đón tiếp các chân hồn quy thiên đi vào cửu trùng thiên, xem xét các nguyên nhân đang còn sống nơi cõi trần hay đã quy liễu. Mỗi đóa hoa trong giường ngạn quyển là một chân linh. Khi chân linh tái kiếp xuống trần thì hoa nở, khi quy liễu thì hoa héo tàn. Khi chân linh làm điều đạo đức thì sắc hoa tươi thắm, còn làm điều gian ác thì sắc hoa ủ dột xấu xí. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, nhất nương có tên là Hoàng Thiều Hoa, một vị nữ tướng tài giỏi dưới thời Hai Bà Trưng. Thế thường cho rằng chết là hết. Sự thật, chúng ta phải bỏ xác trần để thăng hoa, tiến hóa. Trong cửa đạo cao đài, do cuộc đại ân xá của Đức Chí Tôn, cho đóng địa ngục mở tầng thiên, đưa các chân hồn đi lên chính tầng thiên, nên sau khi chết, làm chính tuần cửu, gọi là cửu cửu, và một tuần tiểu tường, một tuần đại tường. Mỗi khi làm tuần cửu, tiểu tường và đại tường, phải tụng kinh khai cửu trước, rồi mới tụng các bài kinh đệ nhất cửu, đệ nhị cửu, đệ tam cửu, tứ cửu, vân vân, và tiểu tường, đại tường. Đọc kinh khai cửu để chân hồn biết, nắm cây huệ kiếm gươm thần, dứt tan sự thế nợ trần từ đây, mà lần qua từng cảnh giới thiên liêng. Mời chư huynh tỷ xem chân hồn vào giường ngạn uyển. Yeah.
sau lễ tiểu tường, đếm đủ 300 ngày thì làm lễ đại tường. Các chân hồn trong sạch được đại hội Ngọc Hư Cung chứng quả đắc vị rồi, thì có Đức Bồ Đề Dạ dẫn chân hồn lên tầng Hỗn Quân Thiên, vào yết kiến Đức Di Lạc Dương Phật, nơi Lôi Âm Tự, hầu lên ngự tại liên đài của mình.